nếu chúng ta mà tìm hiểu các hãng mà chúng ta chịu khó update tất cả công nghệ mới nhất của hãng thì chúng ta luôn luôn có việc, không bao giờ chúng ta thất nghiệp được ngành nghề nội thất này. Nội thất ô tô là một trong những ngành nghề không vất vả lấm bẩn như máy gầm, cũng không khó hiểu như điện ô tô. Chính vì vậy, nội thất ô tô là một trong những ngành nghề thu hút hàng đầu đến các bạn trẻ muốn đăng ký theo học. Trước khi bắt đầu video thì hãy ủng hộ Kỳ Duyên và Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để lan tỏa video này đến nhiều người biết hơn nữa. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Anh Khởi, giám đốc kỹ thuật của trung tâm độ xe hay. Anh Khởi thân mến, rằng hiện nay có rất nhiều các bạn trẻ đang quan tâm muốn học nghề nội thất ô tô nhưng còn băn khoăn rằng là không biết là liệu ngành nghề này có khó không và mình có đủ sức theo học không. Thì là một người làm về kỹ thuật lâu năm thì anh có thể chia sẻ với các bạn hiện nay rằng ngành nghề nội thất ô tô có khó không ạ? Thì thực chất để mà nói về cái ngành nghề ô tô này thì nó cũng không phải là khó, mà để mà nói nó cũng không phải là dễ. Nhưng mà để mà học được cái ngành nghề nội thất ô tô này thì cái điều đầu tiên của chúng ta muốn học cái nghề này, nội thất ô tô này, vì cái ô tô nó là một trong những cái xe mà khi chúng ta sử dụng thì cái ngành ô tô này thì nó là một trong những cái xe, nó có thể là những cái xe từ 500, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ hoặc là nó rất là nhiều hơn. Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta muốn học được cái ngành nghề ô tô này là chúng ta phải có một cái sự tỉ mỉ và cái sự chăm chút cho cái xe. Nó cũng như là một cái chúng ta muốn học một cái gì đó mà chúng ta muốn thực sự chuyên tâm về nó thì luôn luôn cái nghề nội thất ô tô này thì các bạn luôn luôn có thể bạn trau dồi kiến thức từ hãng, từ cửa hàng hay từ tất cả các đại lý thì chúng ta luôn luôn là sẽ có những cái mà làm được. Chứ không, nó không khó, ngành nội thất ô tô này không khó. Nhưng chúng ta chỉ cần tỉ mỉ và biết, cố gắng, tập trung thì chúng ta thực sự yêu nghề thì chúng ta sẽ làm được cái nghề nội thất ô tô này. Dạ vâng, anh Khởi thân mến, rằng là hiện nay thì những thợ nội thất ô tô mới vào nghề ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn với ngành nghề này. Thì là một người đã làm kỹ thuật lâu năm rồi thì anh có lời khuyên gì dành cho những thợ nội thất ô tô mới vào nghề không ạ? Những điều cần lưu ý nho nhỏ nào không? Thì làm cái bí kíp cho các bạn ấy ạ. Cái ngành nghề ô tô này để mà nói như các bạn vừa nãy nói thì nó không phải là khó đâu. Dạ. Nhưng mà nó cái điều quan trọng mà khi mà chúng ta làm về cái ngành nghề nội thất ô tô này là chúng ta luôn luôn phải biết tìm tòi và học hỏi. Dạ. Vì tất cả các đời xe, tất cả các hãng thì luôn luôn nó sẽ có cái sự thay đổi theo một cái chu kỳ, là hôm nay ra xe mới, ngày mai ra xe hãng khác, hôm nay hãng này ra công nghệ tốt hơn thì hãng sau nó ra công nghệ tốt hơn. Chúng ta luôn luôn phải tìm tòi và học hỏi, cập nhật những cái tính năng mới nhất của hãng thì chúng ta sẽ xử lý được tất cả những cái tình huống mà khi mà xe gặp vấn đề. Đấy là những cái mà lưu ý mà chúng ta luôn luôn phải tìm tòi hỏi và luôn luôn phải học hỏi những cái hãng. Tất cả các hãng thì luôn luôn có những cái hãng mới, xe mới ra thì các hãng mới, các hãng xe mới ra thì luôn luôn có những cái công nghệ mới. Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi tất cả hãng mới đấy. Người ta có cái gì thì mình luôn luôn phải update thì chúng ta sẽ xử lý được những cái tình huống của xe. Các bạn mới ra trường và ra các trung tâm hay là ra những gara hay là cửa hàng thì các bạn luôn luôn có những cái bỡ ngỡ. Cái bỡ ngỡ của các bạn là khi chúng ta được đào tạo trong trường và cái môi trường ở trong trường nó sẽ khác với môi trường hoàn toàn ở ngoài. Về môi trường trong trường là chúng ta có thể đào tạo là một cái môi trường chung, nhưng khi ra ngoài thì chúng ta sẽ được tiếp xúc rất nhiều các hãng xe, rất nhiều các xe khác nhau, tiền tỷ hay là những xe cao cấp hơn, hay là các hãng như Honda, BMW, Mercedes, Lamborghini hay là Land Cruiser hay là Toyota hay là tất cả những hãng đó thì chúng ta sẽ được tiếp xúc nhiều hơn. Thì cái điều quan trọng nhất là các bạn phải chăm chút, các bạn phải biết học hỏi, các bạn phải nắm được các quy trình thì các bạn sẽ xử lý được tất cả những cái việc đó. Dạ vâng. Thì hiện nay thì rất nhiều các bạn trẻ muốn học ngành nghề nội thất ô tô nhưng lo vấn đề đầu tiên đó chính là đầu ra. Không biết là cái nghề này có nhiều việc không? Có sợ học xong bị thất nghiệp hay không? Thì là một người làm trong nghề rồi thì anh đánh giá như thế nào về cái tiềm năng công việc của nghề nội thất ô tô ạ? Cái nghề nội thất ô tô này thì nó sẽ luôn luôn phát triển. Dạ. Vì khi mà các hãng đi ra thì sẽ có những bản thiếu và bản đủ. Dạ. thì luôn luôn chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái xe mà sẽ có những cái xe bản thiếu, chúng ta thiếu cái gì. Quan trọng nhất là các bạn học viên hay là các bạn làm kỹ thuật đây, các bạn phải tìm hiểu được xe nó thiếu gì, cần gì và làm gì. Quan trọng hơn nữa là các bạn phải tìm hiểu được xe nó là của hãng nào, và mỗi một hãng nó sẽ phân đời theo xe. Dạ. Thì các bạn sẽ tìm hiểu được cái đó thì các bạn sẽ xử lý được toàn bộ những cái xe đó. Dạ, vâng. Ngành nghề nội thất hiện nay thì có nhiều việc không anh? Ngành nghề nội thất hôm nay, với ngành nghề nội thất thì luôn luôn có việc. Luôn luôn có việc, không bao giờ lo thất nghiệp. Không bao giờ lo thất nghiệp, luôn luôn có việc, không bao giờ lo thất nghiệp. Chỉ sợ mình không có tay nghề thôi. Đúng rồi, chỉ sợ không có tay nghề và chỉ sợ chúng ta không tìm hiểu về nó và chúng ta không biết về các hãng nó phát triển như thế nào. Nếu chúng ta mà tìm hiểu các hãng mà chúng ta chịu khó update tất cả công nghệ mới nhất của hãng thì chúng ta luôn luôn có việc, không bao giờ chúng ta thất nghiệp được ngành nghề nội thất này. Anh Khởi ơi, hiện nay thì các thợ nội thất ô tô thường là được phân ra làm hai đối tượng. Thứ nhất là đối tượng đã được học qua nghề nội thất ô tô ở các trường đào tạo nghề, và thứ hai là có những đối tượng mà chưa biết gì về ngành nghề nội thất ô tô, chỉ mới đến để học việc thôi. Thì là một người giám đốc kỹ thuật của đội xe hay, đúng không ạ? Một người mà chưa học gì qua thì anh có nhận không ạ? Và anh đánh giá như thế nào về đối tượng, một đối tượng đã được học qua trường nghề và một đối tượng chưa biết gì và bắt đầu từ con số 0 ạ? Thì anh sẽ trả lời em hai câu hỏi như này. Dạ. Một là các bạn học viên hay là các bạn mới đến mà xin anh, dạ, thì các bạn đấy nó chưa có một cái tay nghề gì cả. Thì đối với anh em kỹ thuật hay là đối với tất cả cửa hàng thì hầu như tất cả bọn anh đều khuyên các bạn nên đi học một cái trường nghề nào đó, để có một cái căn bản, nền tảng cơ bản, và có một cái căn bản về nhận biết về ô tô và biết nguyên lý hoạt động của ô tô. Thì các bạn sẽ vào các cửa hàng hay vào các trung tâm thì các bạn ấy sẽ được những cái điều mà tốt nhất. Khi mà như bọn anh muốn nhận thì luôn luôn bọn anh muốn nhận là các bạn ấy ở trong một cái môi trường đào tạo nào đã sẵn rồi thì ra bọn anh sẽ có một cái nói chuyện hay là làm việc các bạn nó sẽ dễ hơn là hoàn toàn với các bạn nó chưa làm một cái gì cả, các bạn nó chưa biết một cái gì thì các bạn ấy vào đây nó rất là khó. Thì hoàn toàn là bọn anh khi mà các bạn mới muốn xin vào đây thì với bọn anh thì luôn luôn khuyên các bạn nên đi học một cái trường nào đó để nắm bắt được cái kiến thức cơ bản hoặc là cái kiến thức về ngành hàng ô tô này nó như thế nào thì các đơn vị như bọn anh nhận sẽ là tốt nhất. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn cuộc trò chuyện rất là thú vị với anh Khởi ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều và em cảm ơn anh ạ. Đứng cạnh Duyên đang là thầy Đoàn Văn Tiến, trưởng phòng đào tạo của trường Dạy Nghề Thanh Xuân. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với thầy nhé. Anh Tiến thân mến, rằng hiện nay thì có rất nhiều các bạn trẻ quan tâm đến ngành nghề nội thất này, thì anh đánh giá như thế nào với cái nhu cầu học viên với ngành nghề nội thất ô tô ạ? Theo đánh giá của tôi ý, thì cái ngành nghề nội thất ô tô là có rất là tiềm năng và có rất nhiều các bạn học viên trẻ quan tâm. Và đây một cái xu hướng với cái hội nhập của thế giới. Dạ vâng. Một trong những cái yếu tố quan tâm hàng đầu của tất cả các bạn học viên khi đăng ký theo học đó chính là đầu ra, việc làm sau khi các bạn ấy ra trường. Thì tại Dạy Nghề Thanh Xuân mình có giải quyết vấn đề đầu ra cho các học viên không anh? Đối với các bạn học viên của Dạy Nghề Thanh Xuân thì nhà trường cam kết, một là khi các bạn học ở trường thì cái giờ thực hành được 80%. Dạ vâng. Sau khi ra trường thì các em sẽ được phía nhà trường giới thiệu vào các trung tâm cũng như các công ty nội thất. Hôm nay chúng ta được đến với đội xe 2, nơi các em học viên Thanh Xuân đang công tác và học tập ở đây cũng như là các bạn đã làm việc ở đây rồi. Tức là đây, đội xe 2 là một trong những cái đối tác của Dạy Nghề Thanh Xuân đúng không ạ? Nhà trường có rất nhiều các đối tác và một trong những đối tác chiến lược của nhà trường là đội xe 2. Dạ vâng. Là một người đã tiếp xúc rất nhiều với các đơn vị tuyển dụng thì anh có thể chia sẻ là cái yêu cầu đầu vào của các nhà tuyển dụng cũng như là các nhà tuyển dụng đánh giá như thế nào về học viên của Dạy Nghề Thanh Xuân sau khi đào tạo xong tại trường ạ? Đối với các doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động của học viên Thanh Xuân thì mình cũng đã tiếp xúc rất nhiều. Thì cái yêu cầu đầu tiên đối với các doanh nghiệp là yêu cầu về tay nghề và cái ý thức, và quan trọng nhất là các bạn phải biết lắng nghe và học hỏi, luôn luôn học hỏi, và có rất nhiều những cái trải nghiệm và các bạn sẽ có những cái thực tế, thì từ đó sẽ giúp cho các bạn có được cái tay nghề nó vững, là một cái ý thức nó sẽ tốt hơn. Dạ vâng. Là một người đã làm việc trực tiếp với các nhà tuyển dụng thì anh đánh giá là các nhà tuyển dụng thường có phản hồi như thế nào về Dạy Nghề Thanh Xuân, các học viên của Dạy Nghề Thanh Xuân ạ? Mình cũng đã trao đổi một số các đơn vị sử dụng lao động cũng như học viên của Thanh Xuân thì cũng được rất nhiều các anh chị cũng như là trao đổi là cũng về cơ bản là các bạn đảm bảo được cái tay nghề, cái ý thức. Đấy, đương nhiên thì vì đặc thù là học nghề nên các bạn còn rất là trẻ thì các bạn vẫn phải học hỏi thêm. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân em tên là gì và năm nay mình bao tuổi? Em giới thiệu em tên là Tuyến. Em năm nay 22 tuổi. Tuyến quê ở đâu em? Em quê ở Bắc Giang. Bắc Giang à? Tuyến ngày trước học ở Dạy Nghề Thanh Xuân em học nội dung gì nhỉ? Em trước học ở trong trường mình, em học về nội thất. À, chuyên về nội thất luôn đúng không? Tuyến vào độ C2 này làm việc được lâu chưa em? Em vào đây được hơn 2 tháng. À, hơn 2 tháng, tức là em mới ra trường thôi đúng không? Vâng. Sau khi đã học tại trường Dạy Nghề Thanh Xuân ra và làm trực tiếp tại độ C2 như thế này thì em có những cái khó khăn gì khi mình đi làm? Và em có thấy là mình có những cái lợi ích gì sau khi mình đã học tập kiến thức tại trường mà với cái công việc thực tế ở đây không? Nhưng mà về vấn đề sau khi học xong ở trường thì ra tại gara độ C2 làm thì nhất là về cái lợi ích của bản thân thì như em cảm thấy là mình sau khi học xong qua trường mình bước ra ngoài làm mình có một cái lượng kiến thức cơ bản gì đấy về chuyên ngành của mình. Lượng kiến thức đấy giúp em trong cái việc là học thêm để nâng cao tay nghề mình nó dễ dàng hơn. Khi mình đi làm thì em có thấy khó khăn gì không? Sẽ mất một thời gian đầu để nhất làm quen môi trường làm việc ở ngoài cũng như là học hỏi về kiến thức. Sau đấy khoảng một thời gian thì cảm giác của mình nó bắt nhịp được vào với công việc hơn. Tuyến có dự định gì cho cái tương lai công việc của em không? Mình có cái định hướng nào về cái mở cửa hàng hay gì không nhỉ? Có thể chia sẻ với các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay một chút. Mà ai cũng có một niềm mơ ước của bản thân thôi. Đối với em thì sau khi học xong ra ngoài làm đủ tay nghề đạt đến mức độ nhất định thì khả năng em sẽ về mở gara riêng cho bản thân. Cảm ơn Tiến rất là nhiều. Sẽ chúc em có thật nhiều sức khỏe và làm việc thật tốt nhé. Vâng. Rồi, ok, cảm ơn em. Chị. Qua những chia sẻ vừa rồi thì các bạn đã hiểu được rằng học nghề nội thất ô tô có khó không? Và qua đó thì anh Khởi, người phụ trách kỹ thuật của độ C2 đã cho chúng ta những lời khuyên dành cho thợ nội thất khi mới bắt đầu vào nghề. Có thể thấy rằng học nghề nội thất ô tô là một ngành nghề không bao giờ lo thất nghiệp. Tuy nhiên, để có thể phát triển và đi xa với ngành nghề nội thất ô tô thì hãy thu xếp công việc, dành thời gian để có thể học tập tại các trường lớp đào tạo bài bản trước khi bắt đầu với ngành nghề này. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Tại trường Dạy Nghề Thanh Xuân luôn tuyển sinh và đào tạo liên tục ngành nghề nội thất ô tô với thời gian dao động chỉ từ 4 đến 6 tháng thôi. Vì vậy, nếu như bạn đang quan tâm muốn tìm hiểu ngành nghề này, hãy liên hệ đến hotline 0961 677 991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Trước khi kết thúc video thì đừng quên ủng hộ Kỳ Duyên và trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé. Kỳ Duyên, trường Dạy Nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.